À, bây giờ là xin chào mọi người nha. Bây giờ mình sẽ làm cái bài nhé mọi người. Cái bài bằng sóc nhá. Đây này, mình đã làm hai cái rồi. Mình sẽ làm y như thế này luôn nhé. Mình làm sóc sáu cái nha mọi người, để còn có 4 cái này. Giờ mình bắt đầu làm tiếp nha mọi người. Đấy, mọi người còn theo ra mình làm nhé. Bây giờ mình sẽ làm nha mọi người. Đấy, đầu tiên là mình bẻ cong thế này nha. Vẽ thành hình chữ V mọi người. Rồi móc thế này nhé. Tại mình không có kim ấy mọi người, mình dùng ngón tay ấy. Đục, cứng quá mọi người ơi. Đây mọi người, nó sẽ thành ra như thế này nhé. Chỗ này nó thưa này mọi người, cắt bớt đi nha. Mình cắt bằng dao thôi mọi người. Kim. Đây là mà xong rồi đây này. Đấy, dễ dàng thôi. Ba cần mọi người chờ mình làm xong mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nha mọi người. Đây này mọi người, mình đã làm xong cái sót cần rồi nha, cái sót cần cần bảy rồi nhá. Đây này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Rồi ba cái này nó mình làm nó nhỏ quá mọi người, cái này không được nhé. Ba cái này không được, 1 2 3 này, cái này bỏ nhá, mình chỉ lấy cái này thôi, 1 2 3 4 5 6 này, cái này nó đẹp hơn với lại nó to hơn mọi người. Đây này, đấy mình làm cái bầy sóc nha mọi người, mình bầy bằng trên cây á chứ mình không bầy ở dưới đâu.
Này, cái này là dây cờ rua nha. Để mình làm dây dây bẫy. À, đây là mọi người, mình đã làm xong hết rồi nha mọi người nha. Giờ chỉ chờ đi thực hành thôi, giờ là lý thuyết thôi nha. Mình làm để vậy thôi nha. Đấy, mai mốt thì coi như mình đi bẫy thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người mình xem rồi. Đấy. Ví dụ như dưới này nhé. Đấy, cái bẫy này nhé. Mình sẽ cột một cái cây ở đây này. Đấy. Khi nào con sóc thì con sóc con chuột nó chui ở cái lỗ này mọi người. Đấy, cái này nó làm trên này, còn ở trên đầu này một cái lòng thòng để là con sóc con chuột nó chui vô ấy, xong rồi cái này nó bật lên thế này này. Đó. Nó bật lên thế này này. Mình chỉ ví dụ như thế thôi. Khi nào mình đi bay thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người cùng xem luôn nhé. Còn bây giờ mình đi cắt. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái bẫy này. Đấy. Chào mọi người nhé.